Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm gia tộc đòi đất sau một năm khủng hoảng và mong ước minh oan. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 là đúng một năm kể từ ngày chính quyền Hà Nội đưa lực lượng hơn 3.000 quân tấn công vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, giết chết cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi và bắt giam khởi tố 29 người khác. Phía lực lượng chức năng nói có 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ tấn công vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Một phụ nữ trong dòng họ nhà cụ Kình và gia đình có người thân bị bắt trong vụ án này kể cho Đài Á Châu Tự Do về những nỗi đau, mất mát, lo sợ và oan ức của bản thân, gia đình và những người dân Đồng Tâm khác phải chịu đựng trong suốt một năm vừa qua. Đây là hình ảnh phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm ở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào hôm 14 tháng 9 năm 2020. Đối với người phụ nữ này, đó là những ngày kinh khủng nhất trong đời, luôn sống trong lo sợ, bị theo dõi, đe dọa. Cập nhật tình hình ở xã Đồng Tâm những ngày này, bà cho biết hiện giờ do trong làng có tranh chấp đất giữa nhà thờ trong vùng và chính quyền xã nên quân đội kéo về rất đông, gần giống với thời điểm tấn công vào làng vào hồi năm ngoái. Họ trang bị cả vũ khí, xe vòi rồng, có mặt trong làng từ trước Giáng sinh cho đến nay. Theo bà, có lẽ đội quân đó sẽ ở lại cho đến qua ngày 9 tháng 1, tức là kỷ niệm một năm ngày tấn công đẫm máu của chính quyền vào làng. Mục đích được nhận định rằng để đề phòng người lạ hoặc các nơi hoặc báo chí kéo về đưa tin tức đưa ra ngoài. Kể lại khoảng thời gian một năm qua, bà nói thời gian đầu là cảm giác kinh hoàng, hoảng loạn vì người thân họ hàng bị bắt, bị giết. Vài tháng sau đó là nỗi nơm nớp lo sợ, bị theo dõi, đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai cũng đều bị phát hiện. Chính vì vậy mà người dân rất hạn chế, không dám tiếp xúc với người lạ và báo chí. Khi mới xảy ra vụ việc thì không chỉ riêng một mình, nhà mình mà cả cái xã này ai cũng hoảng loạn, mất ăn, mất ngủ. Cả những người, gia đình mà người ta không bị cũng như vậy. Tết năm ngoái, nhìn xung quanh người ta cũng không thèm mở đèn, thức dậy vào đêm 30 nữa, cả xã đều như vậy. Tết năm ngoái rất là buồn, nhiều tháng sau họ vẫn bị theo dõi, ai hé ra một cái gì là sẽ bắt. Cho nên mấy tháng trời vẫn cứ sống hoang mang, đi đâu cũng như là bị theo dõi, gắn máy nghe lén. Không ai nghĩ rằng mình được an toàn cả. Chị có đăng bài này, bài kia bị khủng bố. Có những nhóm chị em chơi với nhau là toàn gia đình, có những người bị bắt trong vụ án. Mấy chị em hay buồn nên tâm sự với nhau, an ủi với nhau để còn tiếp tục làm ăn và nuôi những người trong tù. Vậy mà cũng bị theo dõi và biết được. Đây là hình ảnh 14 người dân Đồng Tâm nhận án treo được trở về nhà sau phiên tòa, đã đến thắp hương, đốt lửa và khóc thương bên mộ cụ Lê Đình Kình vào đêm ngày 14 tháng 9. Mọi người được minh oan trở về là niềm sung sướng nhất, còn nếu không thì vẫn phải chịu, thì cũng mong nhà nước sẽ hạ mức án xuống, làm sao để cho nhà cụ Kình không ai bị án tử hình cả, không ai phải chết cả. Bà cho biết tiếp, sau biến cố vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, người dân làng Đồng Tâm dường như bất lực, sợ hãi và tuyệt vọng. Họ không nghĩ được rằng chính quyền có thể ra tay độc ác như vậy. Không nghĩ rằng mình chỉ đấu tranh giữ đất bao nhiêu năm trời mà lại nhận hậu quả thảm khốc đến như vậy. Giờ đây, gia đình, dòng họ nhà cụ Kình dường như chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em. Nỗi đau buồn còn nguyên đó, nhưng vẫn phải nương vào nhau mà sống, để về ở với nhau để an ủi và che chở cho nhau, thay nhau làm việc để thăm nuôi những người đi tù và cả gia đình, con cái của những người đó nữa. Mong được rửa oan khủng bố, giết người và được trở về đoàn tụ với gia đình là mong mỏi lớn nhất của gia đình bà. Bà nói, chính việc đưa tin sai lệch của báo chí truyền thông nhà nước và trong mắt rất nhiều người dân Việt Nam không hiểu hết câu chuyện. Họ cho rằng dân Đồng Tâm là những người dữ dằn, tàn ác. Bà nói tiếp, mình quá oan, mình không có giết người mà bây giờ mình phải chịu tội giết người. Người Đồng Tâm đi đến đâu ở bên ngoài nhiều người không hiểu. Cứ bảo là cái dân đó ghê quá, dân khủng bố, giết người, dám làm những chuyện như vậy, chấm vân vân. Đây là hình ảnh một trong những băng rôn bày tỏ sự tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng theo đúng tinh thần của cụ Lê Đình Kình. Bởi vì báo chí gieo rắc cho nên ai cũng nghĩ dân Đồng Tâm ở đây là ghê gớm lắm. Thật sự họ rất là hiền, kể cả những người tham gia chống tham nhũng họ đều rất tốt. Đài VTV là đài truyền hình quốc gia Việt Nam, được phủ sóng miễn phí khắp cả nước, đã chiếu nhiều phim tài liệu đưa những thông tin mà người dân cho là không đúng sự thật. Các phim tài liệu của VTV gọi những người khiếu kiện tranh chấp đất đai là các đối tượng gây rối.
Điển hình là các phóng sự đồng tâm nguyên nhân từ sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ đảng viên, hoặc là dư luận đồng tình với kết quả phiên tòa xét xử vụ án ở xã Đồng Tâm, hoặc nhóm đối tượng ở Đồng Tâm lên kế hoạch từ trước để gây rối. Nội dung các phim này đã đẩy hết tội của những người đấu tranh giữ đất, cho rằng kết quả của các bản án đều đúng người, đúng tội. Và hy vọng gì ở phiên tòa thực phẩm hướng tới phiên tòa? Tới đây, luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho ông Bùi Viết Hiểu, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng hiện giờ luật sư đã được cho vào làm việc với thân chủ và chỉ còn chờ đến ngày có quyết định xét xử phúc thẩm nữa mà thôi. Ông nói, luật sư vào để ký giấy trợ giúp pháp lý cho những người bị giam có ý định kháng cáo. Các luật sư đã được gặp thân chủ sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc thì nó mới phù hợp với luật tố tụng, là sau khi tòa sơ thẩm 15 ngày thì bị cáo có quyền kháng cáo. Từ hôm đó đến nay thì không thấy một động thái gì từ tòa án phúc thẩm. Thực ra thì chúng tôi chỉ có đợi quyết định xử xét mà thôi. Hiện giờ chúng tôi đã có thông báo bảo chữa rồi thì đã có quyền vào để gặp thân chủ. Ông Miếng nói rằng không thể đoán được phiên tòa phúc thẩm sẽ được kết quả như thế nào. Với trách nhiệm của người luật sư, ông chỉ có thể chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung bảo chữa, còn việc tuyên án thế nào là quyền của tòa. Ông nói, tôi muốn ở phiên tòa phúc thẩm sắp tới phải làm rõ được các hành vi mà các bị cáo đã kháng cáo ở tòa sơ thẩm. Thực ra trong đêm đó nó rất là hỗn loạn và những điều được ghi nhận chỉ là từ cơ quan điều tra mà thôi. Còn những điều mà họ khai ở bên phiên tòa sơ thẩm và bây giờ là phúc thẩm thì sẽ có những lời khai khác và nó phù hợp với những chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Đây là hình ảnh điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái, người mà ông Lê Đình Công bên phải đã tố cáo trước tòa đã dùng dùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Phiên tòa sơ thẩm không làm rõ, cho nên phiên tòa phúc thẩm họ phải làm rõ điều đó. Nếu như làm rõ và có các tình tiết có lợi cho các bị cáo thì có thể xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo có kháng cáo. Hoặc là trường hợp không thể giải quyết được ở phiên tòa sơ thẩm thì tòa phúc thẩm có thể yêu cầu hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Và luật sư Lê Văn Hòa, người bào chữa cho hai người chịu án tử hình trong phiên sơ thẩm là Lê Đình Công và Lê Đình Chức, từng trả lời FA rằng ông hy vọng ở phiên phúc thẩm các cơ quan chức năng sẽ xem xét tính nhân đạo để có thể phán quyết thấu tình đạt lý, đặc biệt là đối với hai người chịu án tử hình. Phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 người dân Đồng Tâm bị cáo buộc tội giết người và chống người thi hành công vụ bắt đầu vào ngày 7 tháng 9 năm 2020. Cũng theo thông báo ban đầu, phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, nhưng chỉ sau hơn một tuần tòa tuyên án với 29 người, trong đó có 2 án tử hình, 1 án chung thân, 12 án tù từ 3 đến 16 năm, 14 án tù từ 15 tháng đến 3 năm tù treo. Sau đúng một năm sự kiện tấn công của Bộ Công an vào làng Đồng Tâm, bà Nguyễn Thị Duyên, cháu nội cụ Lê Đình Kình có bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân với tựa đề viết về người ông đáng kính có tên họ đầy đủ là Lê Đình Kình. Bài viết có nội dung: ngày mai mùng 9 tháng 1 năm 2021, tròn một năm ông bị nòng súng của Công an Hà Nội cướp đi sinh mạng. Con còn nhớ những ngày cuối cùng ngồi uống trà bên cạnh ông, vẫn tâm hồn và tinh thần chống tham nhũng không có vùng cấm, vẫn có một niềm tin bác Trọng chống tham nhũng giỏi sẽ để mắt đến vụ án dân Đồng Tâm chống tham nhũng. Tin lắm niềm tin của người ông cống hiến nửa đời người cho tuổi đảng. Con biết tất cả những tâm huyết của ông suốt mấy chục năm nay cho dân đều không thể sai, và con đã hỏi ông nội là ông có sợ họ cố tình làm trái pháp luật Việt Nam hay không? Và bắt ông đi như lần trước không? Lần trước ông đã bị đá gãy chân và bỏ lên cốp xe một cách thô bạo. Ông nội trả lời con rằng họ không thể nào làm trái luật pháp luật và lương tâm và sự thật được. Ông có đầy đủ giấy tờ để họ không thể bắt ông đi thêm một lần nào nữa. Và khi đó ông sẽ vạch mặt hết những kẻ tham nhũng có liên quan đến đất đai tại xã Đồng Tâm này trước tòa. Đây là hình ảnh trong phòng ngủ của cụ Lê Đình Kình, còn vô số các vết đạn bắn vào tường và xuyên vào tủ sắt. Hình ảnh do giáo sư Hoàng Xuân Phú thu thập tại hiện trường. Chị chia sẻ tiếp, con cứ yên tâm vào lập pháp Việt Nam, vào bộ máy nhà nước này, ông vẫn tin rằng có những cá nhân cấp cao tôn trọng sự thật. Đó là câu cuối cùng con được nghe từ người ông của con. Và sau đêm 8 tháng 1, rạng sáng ngày 9 tháng 1, vẫn có xe cứu thương chở người về, nhưng khác với năm 2017 là người ở trên xe đã không còn sống nữa. Con tin rằng người cuối cùng nhìn thấy ông còn sống cũng phải chấp nhận một sự thật là ông rất hiền lành và ông rất vĩ đại.
hiền lành bởi ông không bao giờ chửi bới kẻ thù của mình. Vĩ đại là vì có chết ông cũng không làm ông khuất phục đâu. Con đã nằm mơ đến ông, những hình ảnh quằn quại trước bầy sói và trước kẻ thù ác, sự tra tấn bằng âm thanh lẫn tra tấn thể xác, lấy đi hết những vật báu mà ông gìn giữ để bảo vệ bản thân và người dân Đồng Tâm. Những vật báu sẽ công bố trước một tòa án mơ ước có công lý và sẽ phải được thực thi. Tất cả bị đặt tung và mất cắp hết. Con cũng thương cho số phận và tâm hồn của ông nội trước khi chết chẳng được nghe những lời lẽ đẹp đẽ nào, hoặc có, chúng con cũng không thể biết, nhưng dù có hay là không thì ông nội của con vẫn rất bất hạnh và đáng thương ạ. Ngày mai, mùng 9 tháng 1 năm 2021 là tròn một năm ông nội mất đi, tròn một năm bố công, ông Hiểu, bà nối và các chú, các anh bị bắt đi. Con tin rất nhiều người dân làng mình, người dân cả nước, người ở nước ngoài, ở trong ngục tù sẽ tưởng nhớ ngày lịch sử ấy, ngày Đồng Tâm mất đi một thủ lĩnh đáng kính. Ông kính mến, dù biết sự sống và cái chết thật mong manh và ích kỷ, nhưng con có một niềm tin ông vẫn sống, vẫn theo dõi các con cháu trong tù, vẫn bên cạnh bảo vệ bà nội và bảo vệ chúng con. Sự hy sinh của ông đã làm thức tỉnh hàng triệu con tim Việt Nam có lương tri. Ông đừng tủi thân ông nhé, chúng ta không cô đơn. Dỗ đầu ông nội tính theo ngày âm thì không phải là ngày mai, nhưng chúng con vẫn làm một mâm cơm, canh, thắp hương cho ông. Rất đơn giản và đơn sơ. Vì ngày mai là ngày 9 tháng 1, chỉ vậy thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm ra tập đòi đất sau một năm khủng hoảng và mong ước minh oan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi và ấn nút theo dõi Facebook và YouTube của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.